Các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội Nga vào ngày 1 tháng 3 vừa qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc thông điệp liên bang cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình vào ngày 1 tháng 3. Trong thông điệp liên bang dài kỷ lục 1 tiếng 55 phút này, ông Putin đã dành một nửa thời gian để đề cập đến chính sách phát triển kinh tế xã hội và nửa còn lại là nói về năng lực quốc phòng của Nga và an ninh thế giới. Cụ thể, ông Putin nhấn mạnh, để tiếp tục cải thiện cơ cấu kinh tế của đất nước, cần phải thúc đẩy được các nguồn tăng trưởng mới. Ông Putin cũng cam kết chính phủ Nga sẽ làm mọi thứ để mở rộng cơ hội kinh doanh. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga đã dành một thời lượng lớn thời gian để nói về khả năng quân sự, cũng như dùng các video minh họa để giới thiệu về các loại vũ khí hiện đại tối tân nhằm bảo đảm an ninh cho đất nước. Ông Putin khẳng định rằng việc Nga gia tăng sức mạnh quân sự không nhằm đe dọa ai hay chiếm lấy bất kỳ cái gì của ai. Nước Nga đã có tất cả mọi thứ và vũ khí của nước Nga là sự bảo đảm cho hòa bình trên hành tinh. Gần như ngay lập tức, phương Tây đã lên tiếng phản ứng và cáo buộc ông Putin châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hay một cuộc chiến tranh lạnh mới thông qua bài phát biểu của mình. Từ Washington, Hoa Kỳ đã cáo buộc Nga công khai vi phạm các hiệp ước ký từ thời chiến tranh lạnh bằng cách phát triển vũ khí mới mà Tổng thống Putin gọi là bất khả chiến bại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert cáo buộc việc Nga phát triển các loại vũ khí hạt nhân gây bất ổn là vi phạm các nghĩa vụ trong Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF mà Moscow đã ký năm 1987. Tại Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cũng cho biết ông coi việc Moscow giới thiệu các loại vũ khí mới thông qua thông điệp liên bang của Tổng thống Putin là hành động khiêu khích và có nguy cơ gây leo thang căng thẳng. Trong khi đó, dư luận bên trong nước Nga lại đánh giá rất cao bản thông điệp liên bang này của Tổng thống Putin. Các nghị sĩ Nga cho rằng Tổng thống Putin đã truyền đạt rất rõ thông điệp rằng Nga không đe dọa bất cứ quốc gia nào, Nga không thách thức bất cứ quốc gia nào và cũng không có ý định áp đặt lợi ích của mình lên bất cứ quốc gia nào. Bên cạnh đó, các chuyên gia phân tích cũng nhận định việc ông Putin đọc thông điệp liên bang ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Nga mang tới một thông điệp cho người dân Nga rằng bỏ phiếu cho ông Putin nghĩa là bỏ phiếu cho an ninh quốc gia. Thưa tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, có nhiều ý kiến cho rằng là đối tượng mà bản thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắm tới trong bản thông điệp vừa qua thì không chỉ là nhằm vào cử tri Nga trước thềm cuộc bầu cử sắp tới mà còn là giới lãnh đạo Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Vậy thì qua quan sát của ông thì ông thấy dư luận Hoa Kỳ cũng như là phương Tây nhìn nhận như thế nào về cái bản thông điệp này ạ? Cái bản thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin ý, thì rõ ràng là có cả cái nội dung đối nội và đối ngoại. Do vậy là chúng ta cũng dễ hiểu khi rằng là thấy rằng là một trong những cái đối tượng mà nhắm tới đó là các cái đối tác và đối thủ của Nga trong cái bản thông điệp liên bang lần này. Tôi cũng thấy rằng là cái bản lần này nó cũng đặc biệt ở cái chỗ là không chỉ là cái bản thông điệp liên bang thứ 14 của Tổng thống Putin mà còn là trong một cái bối cảnh đặc biệt, đó là trước cái bầu cử của Nga, cũng như là trong cái bối cảnh có nhiều những cái chuyển biến rất là đáng chú ý trong cái môi trường quốc tế hiện nay. Tôi nghĩ rằng là sau cái bản thông điệp lần này thì phương Tây và Mỹ thấy rằng mấy một số một cái điểm như thế này. Cái thứ nhất, họ thấy cái quyết tâm rất là cao của Nga trong việc tiếp tục duy trì theo đuổi những cái mục tiêu về đối nội và đối ngoại, thì cái đó là rất rõ, bởi vì chúng ta thấy rằng là xuyên suốt cả cái bài phát biểu trong cái thông điệp liên bang lần này thì không thấy có, chúng ta không thấy có một cái sự nhẫn nhượng hay là một cái giải pháp mềm trong cái đề xuất của Tổng thống Putin, mà liên tục xuyên suốt đó là những cái ngôn ngữ rất là mạnh mẽ, rất là cứng rắn. Cái điểm thứ hai, rõ ràng nó cũng giúp cho Mỹ và phương Tây thấy được những cái đường nét rõ hơn trong cái chiến lược của Nga hiện nay và trong thời gian tới. Putin muốn cho thế giới thấy rằng là nước Nga mới là nước tuân thủ luật chơi của quốc tế trong rất nhiều vấn đề. Nước Nga mới là cái nước tôn trọng những cái quy tắc trong cái ứng xử của các quốc gia. Đồng thời gián tiếp chuyển một cái thông điệp rằng là nếu thực sự anh xem tôi là một đối thủ cạnh tranh chiến lược thì tôi xứng đáng là một đối thủ cạnh tranh chiến lược với anh. Cái điểm thứ ba, tôi nghĩ rằng là chắc chắn là phản ứng của Mỹ và phương Tây sẽ là, chúng ta có thể thấy là không thuận, đúng không ạ? Họ có những cái phản ứng rất là cứng rắn đối với cái bản thông điệp liên bang lần này, thể hiện qua cái phát biểu của người phát ngôn cũng như là các giới chức lãnh đạo của các nước Mỹ và phương Tây. Chúng ta thấy rằng là cái sự phản ứng này cũng không có gì là khó hiểu, bởi vì ngay từ trước đó chúng ta thấy trong các cái bản thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ hay là cái bản chiến lược an ninh quốc gia thì đều đã đề cập đến Nga với cái ngôn ngữ cũng rất là cứng rắn, mang cái màu sắc đối đầu và cạnh tranh rất là rõ nét, cho nên là chúng ta không ngạc nhiên khi thấy những cái phản ứng như vậy.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Đình Tĩnh. Thưa đại tá Lê Thế Mẫu, một trong những cái nội dung gây tranh cãi trong giới quân sự cũng như là giới chính trị ở Mỹ và phương Tây, đấy là tuyên bố của Tổng thống Nga Putin cho rằng là các loại vũ khí của Nga mà Tổng thống Nga Putin đã giới thiệu trong thông điệp liên bang thì có khả năng vượt qua mọi cái lá chắn tên lửa của Hoa Kỳ. Ông nghĩ sao về điều này? Đúng là lần đầu tiên trong bản thông điệp liên bang mà Tổng thống Nga Putin đã nói về một nội dung cực kỳ quan trọng, đó là vấn đề tiềm lực quốc phòng của nước Nga. Thì trong đó có một nội dung cực kỳ quan trọng mà chị vừa nhắc đến, đó là vấn đề khả năng các loại vũ khí của Nga có thể chọc thủng ngoài cái lá chắn tên lửa của Mỹ hiện nay và thậm chí cả trong tương lai. Thế thì về cái phản ứng này của giới chức Mỹ thì nó có xoay quanh ba cái nội dung. Nội dung thứ nhất là Nga có thực sự có khả năng như vậy không? Nội dung thứ hai là Mỹ có thể đối phó được với những cái vũ khí như vậy của Nga hay không? Và cái thứ ba là ông Putin tuyên bố như vậy thì nhằm mục đích gì? Khả năng của Nga thì người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ thì cho rằng là thật ra những công nghệ của Nga thì không có gì mới. Nó có từ thời Liên Xô cơ. Cho nên cái này thì không có gì đáng nhiên, mà người Mỹ cũng quá hiểu về câu chuyện này. Nhưng cũng có những ý kiến khác thì cho rằng thực sự Nga đang thực hiện cuộc đột phá trong lĩnh vực công nghệ quân sự. Còn cái thứ hai là khả năng đối phó. Khả năng đối phó thì Bộ phòng, người phản ngôn chính thức của Bộ phòng Mỹ thì cho rằng là Mỹ hoàn toàn có khả năng đối phó với những khả năng này của Nga. Và nhưng mà trong khi đó thì Thứ trưởng Bộ phòng Mỹ trong một cái cuộc điều trần thì người ta có hỏi ông là thì khả năng của Mỹ đối phó với vũ khí của Nga thế nào. Thì ông cho rằng là với cái tiềm năng, với những cái khả năng này của nước Nga thì nước Mỹ phải 20 đến 25 năm nữa mới có thể đối phó được các loại vũ khí như vậy. Và ông cho rằng là những hệ thống vũ khí của Mỹ hiện nay ấy, là may ra có thể đối phó được với tên lửa của Triều Tiên. Và cũng chỉ trong trường hợp Triều Tiên phóng đơn lẻ từng chiếc một, chứ được phóng hàng loạt, hay là như tên lửa của Nga là một quả tên lửa có thể phóng 10 đến 12 đầu đạn, trong độ hàng trăm đầu đạn giả, thì khả năng đối phó của Mỹ là rất khó khăn. Còn thứ ba là cái thông điệp của ông Putin nhằm mục đích gì? Thế thì cũng mâu thuẫn trong giữa trở lại lãnh đạo và quân sự của Mỹ. Thế thì cũng có ý kiến cho rằng là ông Putin muốn khởi đầu một cuộc chiến đấu vũ trang. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng là thật ra là cái thông điệp của ông Putin chính là kêu gọi phương Tây và Mỹ đối thoại. Thực ra là ông Putin muốn đưa ra một lời kêu gọi đối thoại phương Tây và Mỹ để hai bên cùng đàm phán cùng với nhau trên một cái thể hệ sức bình đẳng cả về lĩnh vực quân sự, để tìm ra một cái tiếng nói chung, xây dựng một trật tự thế giới mới công bằng giữa các cường quốc trước hết giữa cường quốc. Vâng, cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu. Thưa tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, có một số ý kiến cho rằng là cái bản thông điệp liên bang này của Tổng thống Nga Vladimir Putin thì nó có thể là sẽ giúp định hình cái quan hệ Hoa Kỳ và Nga trong những năm tới đây. Ông có đồng ý với quan điểm này không ạ? Tôi nghĩ là cái bản thông điệp của liên bang của Tổng thống Putin ấy, nó có cái tác động rất quan trọng đối với quan hệ Mỹ-Nga trong thời gian tới. Tuy nhiên thì vì đây là một mối quan hệ cho nên là một mình phía Nga thì không thể nào quyết định hết cái đường hướng của cái quan hệ này được, mà nó còn tùy thuộc vào cái phía bên kia, mà trong trường hợp này là Mỹ. Thì chúng ta thấy rằng là cái tiếp cận của Mỹ đối với Nga hiện nay, như đại tá Lê Thế Mẫu vừa nêu ấy, nó là một câu chuyện khá phức tạp trong cái tiếp cận của Mỹ đối với Nga hiện nay. Và những cái sự phức tạp này nó cũng là một cái nhân tố tác động đến cái quan hệ Mỹ-Nga trong thời gian tới. Nhưng ở đây nó còn có một yếu tố nữa, đó là cái tính nhạy cảm của cái yếu tố Nga hiện nay trong nội bộ Mỹ. Thì cái đó chúng ta đã biết do cái yếu tố bầu cử trong cái giai đoạn bầu cử của năm 2016 liên quan đến Tổng thống Trump. Thì nó tất cả những cái yếu tố phức hợp này nó làm cho cái tác động đối với cái quan hệ Mỹ-Nga nó thêm phần phức tạp. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là cái quan hệ này nó cũng chịu sự tác động của những cái chuyển dịch địa chính trị và địa kinh tế toàn cầu nữa. Chẳng hạn như đối với cái phong trào mà tác động đối với có cái phần chứng lại của toàn cầu hóa hiện nay, nó cũng tác động đến cái quan hệ Mỹ-Nga, bởi vì các nước đều phải tìm một cái hướng phát triển mới, một cái cách chơi mới trong lĩnh vực kinh tế. Hoặc là chúng ta cũng phải tính đến các cái yếu tố thứ ba nữa là trong cái phân bố quyền lực toàn cầu, các cái trung tâm quyền lực khác. Tôi lấy ví dụ như là Trung Quốc. Rõ ràng Trung Quốc cũng là một nhân tố có thể tác động đến quan hệ Mỹ-Nga. Cái việc Trung Quốc xích lại gần Nga, gần Mỹ thì nó đều có tác động đến cái cạnh còn lại của quan hệ tam giác này. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Đình Tĩnh. Thưa đại tá Lê Thế Mẫu, có một số ý kiến thì họ cũng cho rằng là cái bản thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang. Ông có đồng ý với quan điểm đó không? Đúng là dư luận phương Tây vừa rồi thì có thể nói là rất là sôi nổi về câu chuyện này. Và đa số ý kiến cho rằng là nước Nga muốn mở đầu một chiến đấu vũ trang. Thế nhưng một rất nhiều ý kiến khác thì họ lại không cho là như vậy. Tôi lấy ví dụ như là người lãnh đạo của Đức chẳng hạn, thì họ cho rằng là họ đưa ra một con số hết sức thú vị, tức là gì? Nga không bao giờ chiến đấu vũ trang, mà họ cũng không giải gì chiến đấu vũ trang, bởi vì một bên là Mỹ và NATO là có ngân sách 1.000 tỷ
Mỹ 700 tỷ với NATO là 300 tỷ, Nga có 60 tỷ đô la. Một cái anh 60 tỷ đô la làm sao anh chạy đua một trang với cái anh 1.000 tỷ được. Không có chuyện đấy. Thứ hai là Nga sẽ lựa chọn một cái rút bài học kinh nghiệm từ đây khi mà ông Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tuyên bố cuộc chiến dựa vì sao? Để đưa Nga vào một chạy đua vũ trang. Thì bây giờ ông Putin ông rút kinh nghiệm là không chạy đua với Mỹ, mà ông dùng một giải pháp phi đối xứng. Tức là ông không xây dựng lại cái tên lửa như là của Mỹ, mà ông là sử dụng một cái giải pháp tức là chế tạo những loại vũ khí để chọc thủng mọi cái tên lửa. Và trong thông điệp mà ông Putin ngồi nói rằng là ở đây chúng tôi chỉ muốn đưa ra một cái thông điệp, tức là kiềm chế Nga là vui là không thể được, thế thôi. Cho nên Nga không bao giờ tham gia một cuộc chiến đấu vũ trang. Thế thì trong dư luận phương Tây thì cũng có hai luồng ý kiến khác nhau. Một luồng ý kiến như chị nói, tức là họ cho rằng là Nga đang chuẩn bị một chiến đấu vũ trang mới. Nhưng luồng ý kiến bình tĩnh hơn thì cho rằng là không phải như vậy. Vâng ạ, cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu. Cũng liên quan đến những cái loại vũ khí mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập đến trong cái bản thông điệp của mình, thì có rất nhiều giới phân tích họ đưa ra một cái nhận định, đấy là với những cái loại vũ khí mới này thì có thể Nga sẽ vi phạm cái hiệp ước Xô-Mỹ về hủy bỏ tên lửa tầm trung và ngắn ở châu Âu ký năm 1987. Tiến sĩ Lê Đình Tĩnh nghĩ sao về điều này? Một vấn đề rất là phức tạp đấy, bởi vì kể từ khi cái nhà lãnh đạo của Liên Xô lúc đó là Gorbachev ký với Tổng thống Mỹ Ronald Reagan cái hiệp ước này ấy, thì hai bên kể từ đó đến nay đã liên tục cáo buộc nhau là bên kia vi phạm cái hiệp ước này. Đấy, chứ không phải lần đấy là lần đầu tiên. Trong một thời gian rất dài thì Mỹ cho rằng là Nga đã vi phạm, bởi vì Nga có những quy định và triển khai nó không rõ ràng giữa các cái tầm của các cái tên lửa, nó hơi lẫn lộn giữa cái tên lửa xuyên lục địa và tên lửa tầm trung. Hay là cái việc là cái tên lửa của Nga nó bay đến mục tiêu quá nhanh trong một thời gian quá ngắn, nhưng Nga thì cho rằng đấy là tên lửa tầm xa, vân vân. Thì là đấy là cái Mỹ đánh giá về Nga như vậy. Nhưng Nga cũng cáo buộc Mỹ có những vi phạm. Ví dụ như nói rằng là cái loại hình máy bay không người lái hiện nay chính là một hình thức vi phạm cái hiệp ước hủy bỏ cái tên lửa tầm ngắn và tầm trung này, cái tắt là INF này. Cái việc mà hai bên nghi ngờ và cáo buộc nhau cái sự vi phạm thì đã có từ trước. Nhưng lần này thì chúng ta thấy rằng là do cái công nghệ ngày càng phát triển và cái sự bố phòng về tên lửa của hai bên nó vẫn tiếp tục triển khai. Có thể nó chưa đến một cuộc chạy đua vũ trang, nhưng mà nó có cái sự tăng cường. Chẳng hạn như Mỹ triển khai hệ thống ra chắn tên lửa châu Âu, hay là Nga thì đã công bố những cái loại vũ khí và công nghệ mới trong cái bản thông điệp liên bang của Tổng thống. Thành ra tôi nghĩ rằng là nó làm cho cái sự nghi ngại này nó lại càng tăng lên, và làm cho xác suất của cái việc là dự báo rằng là Nga có thể rút ra khỏi hiệp ước này nó cũng tăng lên. Nhưng tôi cho rằng thì có thể trước mắt chúng ta chưa thấy một cái, tôi không cho rằng Nga rút ra khỏi cái chủ động rút ra khỏi hiệp ước này, bởi vì Nga không muốn chứng minh với thế giới rằng là tôi là không phải là người tuân thủ luật chơi. Đấy, nhưng mà có thể nó kích thích một cái cuộc chạy đua giữa hai bên. Nó chưa phải là chạy đua quy mô rộng lớn, nhưng nó kích thích hai bên tiếp tục tìm hiểu các cái công nghệ này, phát triển các cái công nghệ này. Thì tôi cho rằng nếu mà nó diễn biến theo cái hướng đó thì cũng rất là đáng tiếc, bởi vì nó rời xa lại các cái mục tiêu ban đầu mà trước đây Mỹ và Liên Xô đã thỏa thuận với nhau. Vâng, xin được cảm ơn Tiến sĩ Lê Đình Tĩnh và Đại tá Lê Thế Mẫu. Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, có thể thấy là những nội dung trong thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin thì đã gây được sự chú ý của dư luận quốc tế, vì đó là bức tranh tổng quan về tình hình hiện tại của nước Nga, cũng như là những định hướng về chính sách đối nội cũng như đối ngoại trong thời gian tới. Thông điệp liên bang lần này còn được đặc biệt quan tâm khi mà diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Vì thế mà thông điệp liên bang lần này còn được ví như là một cương lĩnh tranh cử của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người có nhiều cơ hội giành chiến thắng để tiếp tục dẫn dắt nước Nga thêm một nhiệm kỳ nữa. Và xin được chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình quan sát ngày hôm nay, đó là nguy cơ diễn ra chiến tranh thương mại sau tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc nâng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm.